Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chú Đại Bi tiêu trừ tai nạn. Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày, giống như người uống nước lạnh hay nóng, chỉ tự mình biết. Ngay trong lúc thời tiết nóng bức tột độ mà quý vị không sợ nóng, cũng chẳng sợ đường xa núi cao tới đây tham gia đả thất, thì như vậy có điều gì lợi chăng? Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày, giống như người uống nước lạnh hay nóng, chỉ tự mình biết. Duy người có tâm chân thật mới lãnh hội được sự diệu kỳ. Làm thế nào để thu hoạch được điều lợi ích này? Không gì khác hơn là thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát. Chân tâm tức là chuyên tâm vậy, cho nên nói, chuyên nhất tất linh, phân chia tất tệ, tức là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao, sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn, tuy nhiên tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình được, lại càng không thể cầu may mà được. Giống như người nói về chuyện ăn cơm hay đếm tiền dùm kẻ khác. Có kẻ thường hay đề cập đến những thứ dinh dưỡng thế này thế nọ, nhưng từ họ chẳng hề ăn, thì đồ ăn dù có bổ dưỡng cách mấy đi nữa, họ cũng không thể tận hưởng được. Cho nên nói, trung nhật sổ tha bảo, tự vô bán tiền phần, y pháp bất tu hành, kỳ quá diệt như thị. Nghĩa là, suốt ngày đếm tiền người, tự mình không một xu, học pháp không tu hành, lỗi lầm cũng như vậy. Mình niệm Phật cũng thế. Không phải hiểu biết hay bàn luận về công đức niệm Bồ Tát là đủ, phải thật sự niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, thậm chí đến độ nước chảy gió thổi, mà tai mình cũng chỉ nghe tiếng danh hiệu Bồ Tát mà thôi. Cho nên nói, hữu tình vô tình đồng diễn ma ha diệu pháp. Nghĩa là, loài hữu tình hay vô tình đều nói diệu pháp đại thừa. Nếu mình không thể niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn, thì gió có thổi vi vu, nước có chảy róc rách, mình cũng chẳng tài nào cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Cho nên mình phải thành tâm niệm, và đừng để vọng tưởng lôi kéo thì mới gặp được lợi ích của pháp. Khi đả thất, quý vị phải tôn trọng quy củ của thất, bởi vì vô quy củ bất năng thành phương viên, tức là không có quy củ thì không thành phương viên. Quy củ của Tây Lạc Quyên là không nói năng ồn ào để tránh làm chướng ngại kẻ khác tu hành. Trong thời gian 7 ngày này, chúng ta còn niệm thêm chú Đại Bi. Công đức của chú Đại Bi rất khó nghĩ bàn, nếu người không có thiện căn thì họ khó nghe được ba chữ chú Đại Bi. Bây giờ đại chúng không những đã được nghe mà lại còn thọ trì đọc tụng, đủ biết quý vị có đầy đủ thiện căn rồi. Nếu đã có thiện căn, quý vị không nên coi thường và đừng để kiếp sống này trôi qua một cách lãng phí. Tôi còn nhớ khi chùa Tây Lạc Viên đã thất lần đầu tiên cho người vị cư sĩ, thì 8-9 vị chẳng thể niệm được chú Đại Bi, nhưng nay 10 người thì có đến 8 người có thể niệm được. Đây chứng tỏ sự tiến bộ của các vị cư sĩ. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chứng minh về công đức của chú Đại Bi. Ở Mãn Châu có một vị tài chủ tạo rất nhiều điền sản. Vào một mùa thu, vị tài chủ này tự mình đi theo 4-5 xe hàng chở đầy cao lương xuống phố để bán. Bởi vì từ nông thôn đến thành thị cách hơn 150 dặm, nên 1 giờ sáng ông đã khởi hành. Chẳng may đi được nửa đường thì gặp cướp, thấy thế ông lập tức niệm chú Đại Bi. Lạ thay, bọn thổ phỉ bỗng nhiên đuôi mù, không nhìn thấy xe của ông, nên ông đã an toàn qua khỏi nguy hiểm. Đó là một trong những sự linh cảm của chú Đại Bi mà chính tôi chứng kiến. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni dạy rằng, kẻ tụng trì chú Đại Bi có thể tiêu trừ tai nạn, lửa không thiêu được, nước chẳng dìm được. Bởi thế, tôi khuyên các vị mỗi ngày trì tụng tối thiểu 3 lần. Nếu vị nào chưa biết niệm thì mau mà học. Công đức trì tụng chú Đại Bi không những có thể đẩy lui trộm cướp, mà còn tiêu trừ trăm bệnh, thoát khỏi sự quấy rối của chư ma. Cho nên các vị nên thành tâm tụng trì. Hôm nay là ngày bắt đầu đả thất, bầu không khí của Pháp hội rất phấn khởi và nghiêm trang. Tôi hy vọng các vị nỗ lực gia công tinh tấn. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 6 năm 1958 tại Tây Lạc Quyên, Hồng Kông. Ha ha ha.
温三摩地娑